Sao em? Em muốn gọi nước. Đây đâu, anh nước đâu. Ủa, nhưng mà đây là quán cà phê mà. Đúng rồi, quán cà phê. Quán cà phê xong bán nước. Quán cà phê bán cà phê chứ mày ngáo à. Em sai. Ok. Vậy cho em gọi cà phê đi. Ok, em uống uống cà phê gì? Anh có cà phê gì? Cà phê gì cũng có. Vậy cho em ly cà phê sữa đi. Hết sữa rồi. Vậy cho em ly cappuccino đi. Mày hư rồi. Vậy thôi, cho em ly cà phê bình thường đi. Anh hiểu rồi. Ôi, cái này là ly cà phê bình thường của quán anh đó hả? Bình thường nhất á. Thật ra em đến đây ngoài chuyện uống cà phê, em còn có cái mục đích chính là em xin việc. Anh hiểu rồi, mai đi làm nha. Nhưng mà anh chưa biết em muốn làm gì mà. Sao không? Mai là ca sĩ phải không? Mai đi làm. À, trước khi em đi làm á, cho em hỏi tên wifi của mình là gì ạ? Play in Sài Gòn. Ồ, vậy còn bát? 6444 Trường Sa, phường 17, quận Phú Nhuận. Em không có hỏi cái địa chỉ, em hỏi cái bát á. 644 Trường Sa, phường 17, quận Phú Nhuận. À, em sai.